Chào mừng các bạn đã quay trở lại với FA Channel, Minh Long Review đây. Và tiếp tục sẽ là một cái video báo giá ở trên kênh FA Channel của mình. Và chúng ta sẽ lại tiếp tục báo giá với những dòng điện thoại iPhone hàng chính hãng các bạn ạ. Hôm trước thì mình có đã báo giá hàng Line New cho anh em rồi. Và phải nói rằng là iPhone hàng Line New thời điểm hiện tại đang có một cái mức giá cực kỳ thơm. Vậy còn iPhone mới thì sao? Ngay bây giờ các bạn hãy cùng mình bắt đầu video này ạ. Trước khi bắt đầu video thì nếu bạn nào quan tâm về những dòng điện thoại iPhone với mức giá tốt nhất thì có thể tham khảo ngay tại cửa hàng của Sephonet thông qua đường link ở phần mô tả và bình luận của video này. Hiện tại ở Sephonet đang kinh doanh rất là nhiều những dòng iPhone, kể cả hàng mới, hàng qua sử dụng mức giá cực kỳ thơm cho anh em. Còn bây giờ đến với nội dung chính trong video ngày hôm nay. iPhone, ok, iPhone mà mình đề cập trong video này sẽ là hàng mới, hàng chính hãng, nguyên siêu và mã của nó là VNA, không phải LLA, không phải GA. Thế nên là mức giá này sẽ là mức giá gần như là chuẩn nhất thị trường trong thời điểm hiện tại. Đương nhiên với mức giá này thì chưa chính xác với tất cả mọi cửa hàng. Tại vì mỗi cửa hàng họ sẽ có những cái chương trình khuyến mãi, họ sẽ có những cái chương trình quà tặng khác nhau. Nên mức giá có thể cao hơn một chút hoặc thấp hơn một chút. Nhưng đây là một cái mức giá sàn để cho bạn có thể là tham khảo được liệu chúng ta mua mức giá có hời hay không, hay là sản phẩm của chúng ta mua có bị hớ giá hay là không. Ok, bây giờ thì mình sẽ đến với phần báo giá luôn. Rồi, iPhone SE 2020 trong thời điểm hiện tại thì nó đang có mức giá khoảng tầm là 10 triệu đồng cho phiên bản là 64GB. Và với những cái phiên bản bộ nhớ trong khác thì chúng ta sẽ bỏ ra số tiền lần lượt, đó chính là 11,5 triệu đồng cũng như là 13 triệu đồng cho tùy phiên bản bộ nhớ trong khác nhau. iPhone SE 2022 sẽ có mức giá 13 triệu rưỡi cho phiên 128GB và với phiên bản 256GB sẽ là hơn 16 triệu đồng nha các bạn. iPhone 11 trong thời điểm hiện tại đã có mức giá khoảng tầm 11,6 triệu đồng cho phiên bản 64GB. Phiên bản 128GB sẽ có mức giá 13 triệu và phiên bản 256GB sẽ có mức giá khoảng tầm là hơn 15 triệu. Còn với iPhone 12 mini các bạn sẽ có mức giá khoảng tầm 14 triệu cho phiên bản 64GB, hơn 15 triệu cho phiên 128GB và khoảng tầm 17 triệu cho phiên bản 256GB nhé. Còn với iPhone 12, một chiếc điện thoại cực kỳ thơm trong thời điểm hiện tại thì nó đang có mức giá khoảng tầm là hơn 16 triệu cho phiên bản 64GB, 128GB giá khoảng tầm 18 triệu và cũng như là 256GB chúng ta sẽ mua với mức giá khoảng tầm là 21 triệu nha các bạn. Đối với iPhone 12 Pro và Pro Max trong thời điểm hiện tại thì gần như đã hết hàng mới VNA rồi. Một số cửa hàng còn hàng thì đang bán với mức giá thậm chí còn cao hơn cả iPhone 13 Pro và Pro Max. Thế nên là anh em nào mà có nhu cầu mua dòng 12 Pro hay là Pro Max thì chúng ta nên cân nhắc mua hẳn luôn 13 Pro và Pro Max để trải nghiệm những thứ mới cho nó sướng. Vậy thì mình sẽ báo giá luôn iPhone 13 series nhé. Với mức giá iPhone 13 trong thời điểm hiện tại, chúng ta sẽ bỏ ra khoảng tầm hơn 21 triệu cho phiên 128GB, hơn 23 triệu cho phiên bản 256GB và hơn 25 triệu cho phiên bản 512GB. Còn với iPhone 13 mini sẽ là hơn 17 triệu cho phiên bản 128GB, hơn 19 triệu cho phiên bản 256 và khoảng tầm 22 triệu cho phiên bản Max Option 512GB bộ nhớ trong. iPhone 13 Pro hiện tại thì đang có một mức giá cực kỳ thơm, khoảng tầm là hơn 27 triệu cho phiên 128GB, 256GB các bạn chỉ bỏ ra số tiền khoảng tầm là 29 đến 30 triệu. Phiên bản 512GB sẽ khoảng tầm là 34 triệu và phiên bản Max Option 1024GB thì các bạn sẽ bỏ ra số tiền khoảng tầm là 38 đến 40 triệu nhé. 13 Pro Max phiên bản 128GB sẽ loanh quanh khoảng tầm 29 triệu, 256GB sẽ loanh quanh khoảng tầm là 31,5 triệu, 512GB sẽ tầm 37 triệu và Max Option 1TB sẽ có mức giá khoảng tầm là 41 triệu. Ok, và đây là báo giá của những dòng iPhone đang bán chính hãng tại Việt Nam cập nhật tháng 5 năm 2022. Tương lai thì chắc chắn mức giá của nó sẽ có nhiều biến động, có thể là mỗi tháng mình sẽ làm một cái số báo giá để cho các bạn có thể cập nhật chính xác hơn về mức giá thời điểm hiện tại của những dòng iPhone, cũng như là chúng ta có thể cân nhắc để ra quyết định mua trong những thời điểm mà mức giá của nó sát thị trường như thời điểm hiện tại. Ok, các bạn nghĩ sao về video này? Các bạn cảm thấy nó mang lại nhiều thông tin cho các bạn hay không? Thì đừng quên để lại một ý kiến nhận xét ở ngay dưới phần bình luận của video này nhé. Và like và subscribe là hoàn toàn miễn phí. Hy vọng các bạn sẽ ủng hộ mình. Bye bye.